Hello, Cao Bồ Nguyễn Audio xin kính chào tất cả quý vị và anh em. Một cái clip thứ hai giới thiệu đến tất cả quý vị và anh em lại là dòng sản phẩm cassette. Thì em vừa giao dịch xong với một vị khách ở Hưng Yên. Đây là sản phẩm thứ hai em giới thiệu đến tất cả quý vị và anh em tham khảo. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Cao Bồ Nguyễn Audio qua số điện thoại 090 782 7899. Địa chỉ giao dịch trực tiếp của em tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, và chi tiết vào sản phẩm này thì cũng giống như sản phẩm trước, mọi tình trạng hoạt động tốt, máy còn nguyên zin. Đặc biệt là sản phẩm có những cái nét đẹp của năm tháng đã qua sử dụng, nhưng tình trạng vẫn còn hoạt động tốt. Và máy có những cái nét của năm tháng, em sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị cái nét của năm tháng nó như thế nào. Đứt trước thì em cũng đã nói rồi, nét của năm tháng là trong quá trình sử dụng nó sẽ để lại những cái vết ố hoặc là chày xước nhẹ nhẹ cho phép, nhưng vẫn còn đẹp đó. Có nghĩa là chày thì quý vị thấy nè, như thế này thì quý vị không nhìn thấy gì đúng không, không nhìn thấy một cái vết chày đúng không, nhưng khi nhìn kỹ vào thì nó sẽ có vết chày sơ sơ tí xíu đó. Thì cũng không tránh khỏi trong quá trình là sử dụng cũng như là vận chuyển từ Nhật về đây thì có những cái không tránh khỏi đó. Ví dụ ha, đây em giới thiệu rất rõ ràng ha, đây quý vị thấy nè, đây là một cái vết xước ha, một cái vết xước ha, không có bị lõm vô đó, đây là cái vết xước nè đó. Rồi anh em thấy ha, thì cái vấn đề này á, là anh em thấy là khi em để xa là anh em không nhìn thấy ha, và sờ vào là không có cái dấu gọi là móp ha, nó chỉ gọi là xước thôi đó. Đây là một cái điều mà rất đáng tiếc ha đó, nhưng còn lại thì không có vấn đề gì hết. Đây tất cả còn lại thì ok ha đó, còn lại thì ok đó, chỉ duy nhất chỉ có một điểm nhẹ nhẹ như thế này thôi đó. Và ở trên này cũng vậy ha, trên này thì hình thức đây, những cái vết này gọi là vết năm tháng nè đó. Thì cái vết này á là không phải là chày ha, nó là vết lốm đốm thì cũng lau chùi rồi, vệ sinh rồi, nhưng nó vẫn không có hết ha. Thì cái điều này nó không có quan trọng. Đây như thế này thì quý vị không thấy nè, nhưng mà đây là cái cự ly nó khoảng chưa tới một gang tay ha, nhưng mà để dí sát vô như thế này đó, và phóng to nó lên ha thì anh em mới thấy ha đó. Rồi ngoài thực tế thì em nhìn như cái cự ly em đang cầm cái điện thoại em quay thì em không nhìn thấy ha đó. Thì cái gì mà quay sát lên thì nó cũng rõ, nó sẽ lộ ra ha đó. Thì em cũng nói sơ như vậy để anh em nắm bắt cái tình trạng thực tế đó. Thì về cơ bản là những cái phần chính như thế này là rất là đẹp ha, không có bị lỗi. Và đặc biệt là con này cũng vậy, cũng giống như con trước là cái phần mạ rôm này á là vẫn còn sáng đẹp ha đó, vẫn còn sáng đẹp. Và cái trên hơn hết nữa là những cái nan này là cái đặc biệt nhất nè, không mẻ không gãy đó, cái này là cái quan trọng nè đó. Rồi đây quý vị thấy ha, tất cả những cái nan này là còn nguyên vẹn hết, không có bị làm sao đó. Đây nha anh em nhìn thấy nè, đằng sau cũng rất là ok ha đó. Rồi và cái điều mà em muốn gửi đến tất cả quý vị là cái số seri của con này để anh em xem và nhìn thấy được cái sản phẩm này nó không phải là cái sản phẩm trước. Rồi ở duy nhất con này thì nó có một cái vết xước ở đây ha đó, nhìn kỹ vào mới thấy ha đó. Anh em thấy nè, đây cái cự ly này nó cũng khoảng đây, đây anh em thấy là nó khoảng 10, hơn 10 phân thì camera thì anh em mới thấy ha đó, chứ còn ở ngoài thì nhìn không có thấy đó. Vì điện thoại á, nó có chế độ lấy nét cho nên là khi để gần vào là chúng ta sẽ thấy. Rồi vào đây ha, đây đây là cái thông tin đằng sau cái con nè. Hồi lúc clip trước á thì là cái số seri, nếu anh em có xem thì anh em sẽ nhớ ha. Cái con này á, đây con này á thì nó có một cái vết nhẹ 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 ha đó, và cái tem này thì nó hơi lem nhem tí xíu ha. Rồi và cái thông số ở đây á, đây anh em coi nè, 3100159 đó, cái số seri ha đó, anh em thấy ha. Vì em còn nhiều cái sản phẩm cassette này lắm,
cho nên là em sẽ quay cái series để anh em nắm ha. Rồi con này thì cũng giống như con kia thì nó cũng có những cái nét như vậy ha, đằng sau thì nó cũng có những cái nét như này, và anh em thấy đó, có hai cổng optical ha, đó optical in, optical out đó. Rồi ở đây là cũng giống như cái con kia thôi, cũng có cái đường AUX và cái đường layout đó, anh em thấy ha, layout và AUX in, có một cái cổng cắm micro 6 ly rưỡi, và bên cạnh này là hai cái anten đó, cái anten bắc bắc AM nè đó. Anh em mà muốn nghe được AM thì anh em phải có cái anten này ha. Đó, cái anten này là nó phục vụ cho cái lấy sóng của cái đài AM. Rồi cái bên cạnh là cho FM. Rồi cái ở trên này ở đây là anh em thấy là cái anten này nè, cái anten này là cái anten dành cho FM nha. Cái anten có cái cần này nè là lại là của FM, của FM chứ không phải AM. Đây anh em nhìn nè, đó FM đó, cho nên là cái FM là chúng ta có cái anten này thì chúng ta bắt được. Còn chúng ta muốn sử dụng cái đài AM thì chúng ta phải có cái chạm bắt anten vào đây ha, thì chúng ta sẽ bắt được cái AM. Rồi và lia lại một cái series cho anh em xem nè, đó 3100159 đó, anh em nhớ nha. Con này tổng thể là hình thức vẫn còn đẹp nha, những cái chi tiết quan trọng là đặc biệt là mạ rôm là vẫn còn sáng bóng đều đẹp ha. Và cái đẹp đặc biệt hơn hết á, là cái gì, cái chức năng, cái chức năng của nó là hoạt động hoàn hảo, MDCD là hát tốt ha. Đó rồi anh em nhìn thấy ha, nhìn kỹ một lần nữa trước khi em test nè, tất cả các cái nan này là còn nguyên hết, không có bị bể, không có bị gãy ha. Sản phẩm là đẹp, hoàn hảo, mang tính chất tương đối. Đó thì nó cũng có một vài một cái chi tiết là ở đây nó có một cái vết xước ha, đó vết xước nhẹ nhẹ đó. Vết xước này là nó gọi là xước lông mèo thôi ha, chứ không có bị lõm vô ha, xước lông mèo giống như là cái vết của mèo cào vậy đó. Đó, nó chỉ duy nhất cái điểm này thôi. Đó. Còn lại thì nó không làm sao hết. Rồi, bây giờ em xin test một đoạn CD ha, test CD xong rồi test MD ha, rồi test sơ qua cái cổng AUX ha. Rồi. Cảm ơn tất cả quý vị và anh em đã theo dõi ha. Rồi, bây giờ chúng ta đeo tai nghe để cảm nhận một phần nào đó về chất âm. Và cũng xin nói thêm nữa là cái loa này, cái cassette này, nếu như cái âm thanh của cái CD hoặc MD chúng ta ở chất lượng cao thì nó sẽ phát ra cái tín hiệu sẽ rất là hay. Còn cái CD và cái MD mà chất lượng âm thanh chúng ta không đạt được cái dung lượng tối thiểu thì âm thanh ra nó sẽ không có hay và không có rõ, không có chi tiết ha. Đó. Cho nên là hồi nãy em cũng quên nói cái phần này để anh em cảm nhận. Rồi. Bây giờ anh em chúng ta nghe cái CD đi. Cái CD này thì nó sẽ khác cái CD khác, CD trước ha. Cái đĩa này là cái đĩa là cũng chất lượng cao, âm thanh nó sẽ hoàn toàn khác. Rồi, anh em nghe nhá. Rồi, cho là volume lớn lên.
Thưa quý vị thấy rằng là cái CD này á là cái chất lượng âm thanh nó tốt, cho nên là phát ở mức độ 90 nó rất là lớn nha anh em. Và đặc biệt là cái CD này được thu, được ghi lại, được chép lại chứ không phải là CD gốc nữa. Nhưng mà cái chất lượng nó rất là tốt, cho nên là cái âm thanh ra rất là rõ, bass nó rất là mịn và tiếng chép của nó rất là nhuyễn ha. Rồi, bây giờ chúng ta lại test cái MD ha. Đây, MD em để em lấy cái đĩa ra ha. Em lấy cái đĩa ra để cho quý vị thấy trong này nó có cái đĩa. Đó. Thì cái đĩa này hồi nãy em cũng test cho cái con kia, bây giờ em lại cũng test cái đĩa này vào trong cái máy này để quý vị cùng thưởng thức ha. À, chúng ta cảm nhận một phần nào đó về cái chất lượng âm thanh. Đó. Rồi. Mọi thứ chúng ta test sơ một cái để chúng ta cảm nhận ha. Còn khi anh em giao dịch thì anh em muốn test kỹ chỗ nào thì em sẽ test kỹ chỗ đó cho quý vị ha. Rồi, CD hát tốt nè, MD hát tốt nè. Bây giờ chúng ta test thử radio đi. Thì radio hồi nãy em cũng nói rồi, cái phần AM chúng ta phải có anten. Mà không có anten là không có thử được. Bây giờ chúng ta test FM. Đó, FM thì nó có cái anten này nè. Đó, nó có cái anten này ha, thì dụng phần ta phải kéo ra, tại vì hồi nãy á, là em cũng phải test con trước cũng cũng phải kéo cái anten lên, vì không có anten là nó không có bắt được, vì trong nhà em sóng nó không tới, đó sóng nó không tới cho nên là thành ra là nó không có rõ, nó không có bắt được, thì em cũng nói rất là rõ là trong nhà em sóng nó hơi kém, rồi đó anten nó dài lắm nha, anten nó không phải cả mét á, rồi bây giờ chúng ta test cái phần FM nè, rồi. Rồi. Đó, nó cũng có đài y chang con kia ha. Thì vẫn còn dang dở. Một số công trình đi vào hoàn thành thì không đủ công suất giải quyết mặt đường, và hơn hết là vượt quá sức chịu đựng của người dân thành phố. Chuyên gia chống ngập Đặng Thế Thành cho rằng. Đó anh em nghe ha, đài bắt được cũng soi y chang như con kia, vì trong nhà em sóng nó hơi kém. Còn đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất người ta mới làm hai cái phần anten đây, một cái để bắt cho cái phần FM đây. Đó, cái FM này là bắt để chúng ta lấy cái sóng nó rõ hơn, còn đây là cái anten dành cho AM. Đó anh em thấy rõ không? Đó, đây là cái phần cắm cho cái anten của cái thằng AM ha. Nếu cắm vô thì chúng ta dò đài ok. Còn đây cũng vậy ha, cái thằng FM này nó có cái anten. Cái anten này á, là cái phần để câu cái anten rời bên ngoài để bắt nó rõ hơn ha. Còn cái này á là anten trong. Đây anh em thấy nè, FM nè. Thì gạt vô cái chữ in và chữ exit ha. Chữ in nè, chữ exit nè. Thì cái này á là in, em đang sử dụng cái anten này. Cho nên là ở trong nhà nữa thành ra là cái anten nó không có rõ. Nếu anh em muốn rõ thì câu một cái anten rời cắm vào đây thì anh em bắt đài vô tư ha. Đó. Về cơ bản nó là như vậy để anh em nắm bắt là mọi chức năng là hoạt động tốt ha. Đó. Con này là anh em yên tâm. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta test sơ cái cổng AUX ha. Đó. Test sơ cái cổng AUX nè. Đó, AUX ha. Vậy em cũng cắm cái Bluetooth vô nè. Rồi test qua điện thoại ha.
À, em giới thiệu sơ cái thông số mà em tìm trên mạng được nè. Đó, con này á, là cái lo phần trên giải cao là 12W cộng 12W cộng 27W, tổng cộng là 51W. Đó, là một vế nha anh em. Và có 6 cái phun rang. Kèm theo đó là nó có một cái quả cúp sơ, woofer là lo súp á. Rồi đây. Và con này á là nó nặng 12 kg nha. Con này nó nặng 12 kg nha anh em. Đây. Con này là nó nặng đâu coi. Đây là các thông số của con này ha. Đây, con này nặng 11,5 kg. Đó. Chiều cao bề rộng là 490, chiều cao là 295 và chiều sâu là 196. Đó. Chiều ngang là 490 mm. Đó. Chiều cao là 295 mm và chiều sâu là 19,6 mm và cân nặng là 11,5. Đó, anh em thấy ha. Đó là kích thước và cân nặng. Và kế đến là cái phần thứ hai là cái phần công suất ra loa 12W, 12W cộng 27W. Đó là của một vế đó nha anh em. Đó. Và tổng cộng là 51W. Đó, rồi. 12W á, 12W là 12W của một vế nha anh em. 12W một vế và 12W một vế và quả súp là ở trong này là 27W. Đó, đó là cái công suất của loa. Và cái này á, hồi nãy em cũng có cân thực tế là nó nặng 11,5 kg là đúng y nhà sản xuất luôn. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta test đến cái phần AUX nha anh em. Rồi, AUX, em kết nối Bluetooth, em bắn qua. Chúng ta nghe một đoạn ha. Chúng ta nghe cái gì? Chúng ta nghe bolero ha. Hay là nghe nhạc chill đi. Rồi, chúng ta nghe liên khúc kỷ niệm một chuyến đi. Rồi, giờ chúng ta bắt đầu nghe nha. Đó. Mát 100 nha. Chiều nhẹ mưa bay thành hồ buồn dặm lối pháo buông trên đường dài mắt em xanh bầu trời hết rồi ngày mai khi yêu nghe màu đẹp trong vòng tay có mấy ai ngờ chiều nay là đây lần cuối hôm nay bạn đi gót chân theo nhịp tài tuổi đời vừa sinh như nụ hoa nở thêm cánh đã phân ly một lần tin anh thêm một lần áo đẹp màu chim rồi tiếp test âm thanh giới thiệu sản phẩm BOVVA đến đây xin tạm dừng và kết thúc. Hẹn tất cả quý vị và anh em một cái clip tiếp theo giao dịch thành công với một vị khách ở tiếp theo. Cảm ơn tất cả quý vị và anh em. Thank you, bye bye, clip quá dài rồi.